Ban liên lạc các hội đoàn giới trẻ Việt Nam tổ chức hội thảo tháng tư đen tính đến từ Garden Grove, California. Để tưởng niệm 44 năm ngày quốc hận 30 tháng 4, Ban liên lạc các hội đoàn giới trẻ sẽ tổ chức buổi tưởng niệm và hội thảo tháng tư đen vào ngày 21 tháng 4 năm 2019 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều tại Westminster Civic Center. Kính thưa quý vị, ở góc đường All American Way và Beach Boulevard ở phía trước City Hall của thành phố Westminster. Năm nay, thì ban tổ chức của buổi tưởng niệm và hội thảo bao gồm trưởng ban tổ chức Jenny Phạm, phó ban đặc trách ngoại vụ Ashley Phạm, phó ban đặc trách nội vụ Hồng Tiên Trần, chương trình Khang Bảo, giao tế quảng bá Minh Phạm. Buổi tưởng niệm và hội thảo tháng Tư Đen năm nay được tổ chức bởi ban liên lạc các hội đoàn chế trẻ, À, gồm nhiều đoàn phục vụ giới trẻ và các liên đoàn hướng đạo khác nhau ở miền Nam California với hy vọng giúp cho giới trẻ học hỏi lịch sử của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tị nạn Cộng sản từ tháng 4 năm 1975, giai đoạn thuyền nhân và hiện tình Việt Nam ngày nay. Để biết thêm, xin liên lạc Jenny Phạm, số phone là 7148290763 hoặc Ashley Phạm 7142602205 hoặc vào trang Facebook của giới trẻ.